Mỗi mùa chín rộ, một số nhà vườn ở Làng Tiên, xã Tân Sơn, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai có thể thu hoạch được bạc triệu mỗi ngày nhờ hái quả dâu tầm chín bán cho thương lái đưa đi các tỉnh thành khác tiêu thụ. Năm 2017, thấy một số hộ trồng cây dâu tầm xen trong vườn nhà. Tới mùa dâu chín trái ăn khá ngon, thỉnh thoảng có người về làng tìm mua nên chị Rơ Châm E, Làng Tiên 2, xã Tân Sơn, thành phố Pleiku đưa về trồng thử 100 gốc dâu xen trong vườn cà phê của gia đình. Giờ thì trồng cây chanh dơi cũng ăn, mà giờ thì trồng lại cây dâu này nữa. Thế là ăn ngon ngọt vậy ạ, chua chua ngọt ngọt thôi, mấy đứa nó trồng ở làng á. Tầng nó nghe nói người ta mua mà vậy chị mới tầng thử. Tương tự, hộ chị Rơ Châm Hờ Sư, Làng Tiên 1, xã Tân Sơn, thành phố Pleiku cũng trồng xen gần 200 gốc dâu tầm trong vườn cà phê quanh nhà. Hiện đang vào mùa dâu chín, trung bình mỗi ngày gia đình chị thu hái được 1 đến 2 tạ quả. Với giá bán tại vườn từ 10 đến 15 ngàn đồng 1 kg, gia đình chị thu 1 đến 2 triệu đồng mỗi ngày. Tuy chỉ là loại cây trồng tự phát, trồng xen thêm trong vườn nhà, dâu tầm lại đem lại cho gia đình chị một nguồn thu nhập cao hơn hẳn so với trồng cà phê, hồ tiêu, chanh dây trước đây. Trồng dâu thì thu nhập khá hơn so với mấy năm mình trồng ở cà phê lúa. Còn thương lái thì thường qua tận vườn mua cây thì cứ trồng tự nhiên để đến khi chín thì mình thu hoạch. Cây dâu tầm trồng và chăm sóc khá đơn giản, không đòi hỏi kỹ thuật phức tạp. Hơn nữa, bà con có thể tự nhân giống bằng cách dâm cành. Vào mùa khô, dâu tầm cần được tưới nước tương tự như cây cà phê. Trước thời điểm bước vào mùa cây trổ bông, tạo quả, thì nhà vườn tỉa bớt cành để cây dùng sức nuôi trái được to mẩy. Một năm, cây dâu tầm cho thu hoạch hai đợt, một đợt kéo dài suốt 3 đến 4 tháng và một đợt diễn ra vào khoảng tháng 10. Mặc dù còn nhỏ lẻ và chưa phát triển mạnh mẽ, nhưng nghề trồng dâu tầm vùng Tiên Sơn cũng được thương lái đưa đi tiêu thụ rộng khắp. Chủ yếu là cung cấp đi các nơi như ví dụ Đà Nẵng, Sài Gòn, Vũng Tàu, Đồng Nai, các nơi vùng lân cận, nói chung là hàng gửi qua đêm, hoặc là Quy Nhơn, những nơi gần gần vậy. Người ta mua về thường là người ta ngâm rượu, nấu siro, mở cái quán á, nó món gì dâu tầm, dâu trà dâu á. Rồi rượu thì mới đầu á là nó đầu mùa thì nó ít 1-2 tạ, nhưng mà vô giữa mùa có khi 5-6 tạ một ngày. Mình hái dâu mình phải lựa từng quả mà dâu thì cái trọng lượng nó rất là nhẹ. Mà hái lựa như vậy thì nó cũng hơi khó khăn, với lại nó dễ dập cho nên là vận chuyển thì khó khăn lắm. Đôi khi là xe mà hơi vứt một phát mạnh là coi như là nát luôn không dâu. Trái dâu tầm lên men tạo thành nhiều thức uống thơm ngon bổ dưỡng. Hiện nay xu hướng sử dụng các loại thức uống tươi lên men từ hoa trái cây tự nhiên được nhiều người tiêu dùng lựa chọn, nên sản phẩm này có sức tiêu thụ tốt trên thị trường. Ngoài một số hộ trồng dâu ở xã Tân Sơn, Biển Hồ thuộc thành phố Pleiku, thì nhiều hộ dân ở các xã lân cận như Chư Đăng Gia, Nghĩa Hưng, huyện Chư Bả cũng trồng nhỏ lẻ. Từ một cây trồng phụ được trồng xen trong các vườn cây chủ lực, ít chịu áp lực chi phí vốn đầu tư, cây dâu tầm là cho nguồn thu nhập khá tốt cho người dân.